Đó, con nó mới có mấy tháng à. Giữa em và mẹ chồng có điểm nào hợp nhau không? Dạ hai mẹ con nói chuyện rất hợp à. Ngoài nói chuyện mình còn gì nữa, ăn uống hợp không? Hay là mua sắm có hợp không? Ăn uống chống hợp rồi quá. Thì em mẹ chưa có đi mua sắm với mẹ bao giờ. Chưa bao giờ đi mua sắm luôn hả? Em với anh thì có đi mua sắm á. Rồi cứ về cho mẹ. Em mua một cái là em sẽ mua cho mẹ một cái. Chứ chưa bao giờ đi riêng với mẹ hết. Dạ đúng rồi. Cô thấy có điều gì mà không hợp với con dâu của mình không? Nó thì không có gì để không hợp. Tại nó cũng dễ thương chứ nó không có gì mà làm cho mình phiền hết. Thì cũng ưng ý rồi. Nhưng mà lúc đầu thì không ưng ý thiệt. Nhưng mà bây giờ càng ngày, cũng như nói là nước chảy càng ngày tới đó, mình ra con dâu này rồi nó quá chu đáo về mặt con, chỗ đó là mình đã hãnh diện rồi. Thì có điều gì con dâu làm cô giận không? Thì nói lúc đầu chứ bây giờ không có làm gì giận, cười là nhiều hơn là giận. Nhưng mà cô, con thấy con dâu này hiền quá phải không cô? À nó hiền, đúng. Hiền quá mà có bao giờ mà làm phật ý cô không? Chưa bao giờ. Có thằng con trai cô thôi, nó ăn hiếp con dâu này luôn á, cùa đại mẹ luôn. Trời đất ơi. Con này thì được cái nước là ngồi làm thinh không có gì hết. Bỏ thành ra con dâu với mẹ chồng đó ưng ý nhiều hơn thằng trai. Con dâu quá hiền mà ít tiếp xúc với mẹ. Mẹ chồng thì quá bận cũng ít tiếp xúc cho con dâu. Thật chất bây giờ thì cũng mới có chưa tới 1 năm nữa. Bởi vậy cũng chưa có hiểu nhau nhiều nữa. Cô tên là Dương Thị Mỹ Lan. Cô đang bán con trai ở với đường Nhà Bè đúng không? Đúng rồi. Lê Văn Lương hả? Lê Văn Lương đúng. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ em tên Trần Thị Bảo Phương, sinh năm 98. 98 là mới có 22 tuổi thôi, đúng không? 23 tuổi. Trẻ quá trời luôn. Rồi mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi chị. Ôi, thế hả? Dạ. Mình có em bé chưa? Dạ rồi ạ. Mấy bé rồi? Dạ một bé. Một chứ sao mới đây mà. Tại vì thấy là làm dâu của mẹ 3 năm rồi. Tính đâu 3 đứa. Lấy chồng mà mới 19-20 thôi, đúng không? Dạ không, em mới lấy chồng được 1 năm. Quen là 3 năm nhưng mà mới lấy là năm 19. Trời nói nãy giờ lòng vòng lộn. Thiệt rối luôn á. Là mới lấy chồng năm vừa rồi. Dạ. Được năm một bé. Hai đứa rồi nó ở nó có con thì để mai mốt ha. Thôi đôi rồi làm đám cưới luôn không sao. Chứ còn chưa cái chuyện đó là chưa. Tức là chưa chứ nếu mà nói mà mình giấu không được. Dạ. Thấy không? Hiện tại thì không biết công việc của em là ở nhà chăm em bé thôi hả? Dạ. Hay là mình có làm thêm gì không? Em làm nội trợ với lại là trong quán. Mình là quán gì? Dạ quán trà sữa. Rồi sao chăm em bé nhỏ nữa rồi hai người? Thằng nhóc này nó dễ lắm. Dục đó. Rồi bánh tráng trộn năm chơi mẹ làm đó. Dễ hả? Dễ quá, dễ y chang mẹ luôn á. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Nói thẳng là giống con bé này nó quá nhỏ đối với thằng Khương, thành ra cô cũng không ưng ý. Mới đầu là cô không ưng ý tại em nhỏ, nhưng mà em sống trong cái nhà mà được cưng chiều, mà có kẻ ăn người ở, hiểu không? Con bé này với thằng kia trên là 8 tuổi lận. Mà thằng này thì nó đi tối ngày, thì con này như vậy thì mình cũng hơi sợ. Đúng rồi, gái. Lo con gái. Con nhớ không lầm là cô là mẹ của anh Duy Khương đúng không? Duy Khương đóng hài á chú. Rồi, dạ. Nhớ rồi. Con ấn tượng gì với mẹ chồng của con? Con ấn tượng với mẹ chồng con là lúc mới tấp xe lại, thấy mẹ là một người rất hiền, nhìn rất là phúc hậu, dễ thương mà mẹ cũng thân thiện. Trước đó con có ăn cơm chay của mẹ con bán không? Dạ chưa. Chúng ta người ta làm quen với chồng phải tới ăn cơm chay mấy lần để tìm hiểu làm sao, thậm chí ăn thiếu nữa. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Khi mình về làm dâu á, mình còn nhỏ quá vậy thì mình có gặp nhiều khó khăn không? Ban đầu á, em cũng thấy bản thân hơi bị dở một chỗ là mình không có biết nấu ăn gì. Còn nhỏ tuổi quá nên là không có biết chăm sóc mẹ chồng với chồng chu đáo giống như mọi người phụ nữ khác. Dạ. Có phụ mẹ bán cơm chay không? Dạ không. Có phụ mẹ làm đồ chay không? Dạ không. Có phụ mẹ ăn cơm chay không? Hiện tại là hai mẹ con mình cũng ở chung đúng không? Dạ không, em ở riêng. Hai đứa này ở riêng, ở dưới Nhà Bè. Còn hai đứa này là ở trên đây. Những ngày đầu làm dâu á, cưới xong có ở với mẹ ngày nào không? Dạ không, mà em với anh ở riêng. Cưới xong ở riêng luôn. Dạ đúng. Rồi từ lúc cưới tới giờ con có bao giờ đến nấu cơm cho mẹ chồng ngày nào hay là
dọn dẹp, dọn nhà, dọn cửa phụ mẹ chồng gì không? Vậy chưa. Chứ không mà trống lỏng vậy đó. Không có làm dâu ngày nào luôn. Vậy chưa. Dạ nè, cô ở dưới thì lúc nào cũng buôn bán, không có thời gian. Ở nhà hiện nay đang ở, cô đang ở với ai? Bà ở với nhỏ gái thứ hai. Vậy thôi đó hả? Ừ. Vậy mà nếu mà con về đó con phụ mẹ hay là có thêm chị chồng này kia rồi mẹ chồng chăm sóc phụ. Thì nói ngay hai chị tốt. Nó cũng thương lắm. Nhưng mà thôi thì tại vì cho hai đứa rồi nó sống để tụi thoải mái hả? Thoải mái. Dạ. Cái nhiều đứa con dâu nó về mà nó giống như nào giờ nó mấy nó cũng ngại. Dạ. Thì thôi cho hai đứa nó tự nhiên đi. Nhưng mà không biết là thời gian giữa cô và em á có trò chuyện, có gặp gỡ nhau nhiều không cô? Rảnh á thì cũng lên Khương chơi vậy. Rồi bây giờ thì bán là lu bu quá, bán đồ nhiều quá, không có rảnh. Khách nhiều khi đi một hai bữa không có, người ta cũng nản. Dạ. Nên đã là con trai thì phải đồ trai, bán đồ trai, bán đồ hết, dòng chuỗi đồ làm hết. Bao lâu thì con về con thăm mẹ chồng lần? Dạ thỉnh thoảng một tuần về hai ba lần. Cũng về con có phụ làm gì trong nhà với mẹ chồng không? Ôi khỏi, cái đó khỏi. Trời ơi, bây giờ có con gái gì sao làm gì. Dạ. Đó con nó mới có mấy tháng à. Giữa em và mẹ chồng có điểm nào hợp nhau không? Dạ hai mẹ con nói chuyện rất hợp. À, ngoài nói chuyện mình còn gì nữa, ăn uống hợp không? Hay là mua sắm có hợp không? Ăn uống chống hợp rồi quá. Thì em mẹ chưa có đi mua sắm với mẹ bây giờ. Chưa bao giờ đi mua sắm. Dạ. Luôn hả? Em với anh thì có đi mua sắm á. Rồi cứ về cho mẹ. Em mua một cái là em sẽ mua cho mẹ một cái. Chứ chưa bao giờ đi riêng với mẹ hết. Dạ đúng rồi. Cô thấy có điều gì mà không hợp với con dâu của mình không? Nó thì không có gì để không hợp. Tại nó cũng dễ thương. Yeah. Chứ nó không có gì mà làm cho mình phiền hết. Yeah. Yeah. Thì cũng ưng ý rồi. Nhưng mà lúc đầu thì không ưng ý thiệt. Yeah. Nhưng mà bây giờ càng ngày, cũng như nói là nước chảy càng ngày tới đó, thành ra con dâu này thì nó quá chu đáo về mặt con, chỗ đó là mình đã hãnh diện rồi. Dạ. Thì có điều gì con dâu làm cô giận không? Thì nói lúc đầu chứ bây giờ không có làm gì giận, cười là nhiều hơn là giận. Nhưng mà cô, con thấy con dâu này hiền quá phải không cô? À nó hiền. Ừ. Đúng hiền quá. Mà có bao giờ mà làm phật ý cô không? Chưa bao giờ. Có thằng con trai cô thôi, nó ăn hiếp con dâu này luôn á, cùa đại mẹ luôn. Trời đất ơi. Con này thì được cái nước là ngồi làm thinh không có gì hết. Bỏ thành ra con dâu với mẹ chồng đó ưng ý nhiều hơn thằng trai. Con dâu quá hiền mà ít tiếp xúc với mẹ. Dạ. Mẹ chồng thì quá bận cũng ít tiếp xúc với con dâu. Thật chất bây giờ thì cũng mới có chưa tới 1 năm nữa. Bởi vậy cũng chưa có hiểu nhau nhiều nữa. Đó, đó. Rồi bây giờ chúng ta xem coi chàng trai sẽ nói điều gì nha. Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả của chương trình Mẹ Chồng Và Nàng Dâu. Chào Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào má lại bé Ly. Thực ra là ngày hôm nay á là Duy Vương rất là vui khi đứng ở phía sau của chương trình. Sau cái game show trước đó là đã được hẹn gắn quan hệ, trước đây là có sự mâu thuẫn, có sự không hiểu nhau, thì cái chương trình này á là hai mẹ con đã quê rồi, rất là vui vẻ rồi, gia đình em rất là hạnh phúc rồi. Thì em muốn cho mẹ em với bé Ly cũng có chương trình tham gia chung như vậy để mà có sự kết nối, gắn kết nhiều hơn. Thường thì ở nhà thì mẹ em với bé Ly á rất là hiểu tính nhau. Mặc dù là em là con ruột nhưng mà mẹ em sẽ không hiểu tính em đâu. Mà cái tính tình của em á không giống mẹ em mà bé Ly. Mẹ với bé Ly á rất là hiền, rất là ít nói, đặc biệt là hay mắc cỡ. Cho nên hy vọng hai người phụ nữ hay mắc cỡ này á không biết lên chương trình á không biết nói gì không. Thì nhưng đây á thì hai người cứ đem con ra mà nói. Ví dụ như là có những lần á là trước đây là mâu thuẫn giữa mẹ và bé Ly thì đã được giải quyết rồi. Mẹ cũng lớn tuổi ấy, nên đôi khi nói chuyện có những khi là không có từ ngữ, không có được gọi là nhớ hết. Thì ví dụ như là con ấy chưa, con ấy đi rồi lát con ấy chút xíu được ấy nha, nó từ cái gì ấy ấy thì Duy Khương rất là gọi là cái tính mà cái miệng rất là lanh, nó ổn mát, cái gì mà cũng nói ấy 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 là cái gì thì mẹ Khương sẽ bật là rất là bật luôn, là chửi lại liền luôn. Thì bé Ly là người lúc đó đứng cái giữa nó hơi anh biết máy gì mà anh hay hay ghẹo mất quá. Đằng kia bé Ly là người can cho mẹ hai mẹ con có bị cao trào quá. Thì hy vọng là mẹ với bé Ly ngày hôm nay sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hình như Khương nói hết rồi đúng không? Quỳnh Linh nghĩ rằng là hai mẹ con cũng cần có những cái ngày nào đó bảy chủ nhật mà hai mẹ con về ở chung một nhà đi. Mình ăn còn uống ở chung một chung nhà ăn uống chung rồi mình ở đêm ngủ đêm chẳng hạn, tạo sự gần gũi nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Đó, hôm nay thì mẹ con cũng đã có phút trò chuyện với nhau. Có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Con như nó cũng hoàn hảo đôi chút rồi. Đó thì cái đó từ từ.
đó, mình ép quá cũng không được, tại vì bây giờ đang lo con. Còn con muốn nói gì mẹ chồng không? Con muốn mẹ nên chơi với con nhiều hơn. Nên chơi mẹ. Xin gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu xin gửi gia đình mình phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Diary. Calosure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn cô và em đã đến tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn hai đứa. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn anh. Dạ.